XWatch số 1 bảo hành hậu mãi. XWatch đồng hồ thật, giá trị thật. Xin chào các anh em. Ở trên tay tôi bây giờ thì đang là một chiếc Casio Edifit và dòng sản phẩm này thì cũng khá là quen thuộc đối với các anh em chơi đồng hồ rồi đúng không ạ? Hiện tại thì chiếc đồng hồ này theo quan sát ban đầu của tôi thì nó có rất là nhiều chi tiết ở phần mặt dial, rất là nhiều con số và cũng có rất là nhiều nút chỉnh ở đây. Vậy thì làm sao mà chiếc đồng hồ này lại trở nên phức tạp như vậy thì ngay bây giờ chúng ta hãy cùng tìm hiểu từng chi tiết một. Và vòng ngoài cùng thì cũng được sơn màu đen cùng tông màu với phần mặt dial bên trong. Phần kính của chiếc đồng hồ này thì cũng là kính khoáng giống như các sản phẩm khác của Edifit. Phần dial thì tôi thấy là được làm rất là sâu và ấn tượng đầu tiên đó chính là có rất nhiều chữ số và các vạch chia. Tuy nhiên thì cũng không cảm thấy rối mắt vì cái phần mặt đồng hồ được làm chìm nổi khá là rõ ràng và điều này chứng tỏ là nhà sản xuất đã rất là tinh tế và có sự tính toán rất cẩn thận. Như các bạn có thể thấy là phần thành bên ngoài cùng được làm bằng màu trắng này và nó có thể xoay được nhờ cái núm bên này. Và cái phần này theo thông số của nhà sản xuất đưa ra thì cái phần này sẽ có tác dụng là giúp chúng ta quy đổi được những cái đơn vị đo lường của chất lỏng, có thể chuyển đổi từ lít sang galon, rất là thú vị. Có thể là đối với nhiều anh em chúng ta thì cái chức năng này nó cũng thực sự là không sử dụng nhiều. Thế nhưng mà tôi cảm thấy là bình thường chúng ta xoay khi mà chúng ta xoay núm ấy thì cái phần vòng ngoài cùng nó cũng xoay như này thì cảm thấy nó rất là thú vị, cảm thấy nó hiện đại rất là nhiều. Tiếp theo thì sẽ là vòng chia phút và vòng này thì có được đánh vân hướng tâm. Nó có màu hơi khác so với phần mặt một tí, nó có màu ghi bạc thì phải. Tiếp theo đó thì là sẽ là vòng đo tốc độ, ký hiệu là MPH. Bên trong nữa là phần cọc số. Phần cọc số này thì cọc số nó biểu hiện cho các mốc giờ này thì được làm rất là tinh vi này. Nó được mạ vàng xung quanh phần viền và ở giữa thì là có được gắn dạ quang, tối ưu hóa khả năng quan sát của chúng ta. Và giữa các mốc giờ thì lại thêm một lần nữa có các vạch chia phút ra nữa. Và rất nhiều vạch và chữ số ở trên phần dial của chiếc đồng hồ này. Và trong cùng là một phần lịch ở góc 5 giờ và 4 đồng hồ phụ thể hiện chức năng chronograph, cũng như là kim dây phụ ở góc 6 giờ và nó được làm chìm nổi nên rất dễ quan sát và không hề bị rối mắt. Và mỗi đồng hồ này thì ví dụ như hai đồng hồ ở góc 3 giờ và 9 giờ thì được làm viền màu đen này và làm chìm xuống này. Còn hai đồng hồ ở góc 12 giờ và góc 6 giờ thì có một cái viền vàng rất là mỏng, nhìn rất là sang trọng đúng không ạ? Và bốn đồng hồ phụ ở bên trong thì có hai đồng hồ là góc 12 giờ và góc 9 giờ là cho chức năng chronograph, đồng hồ góc 3 giờ là cho chức năng giờ ngày đêm và đồng hồ góc 6 giờ là đồng hồ kim dây phụ. Và tôi thấy là các cái đồng hồ này thì được làm chìm nổi rất là bắt mắt cũng như là rất dễ quan sát đúng không ạ? Chứng tỏ là nhà sản xuất thì đã làm rất tỉ mỉ cái phần dial này để làm được một cái mặt đồng hồ mà nó chìm nổi và nó dễ quan sát như thế này và nó rất nhiều chữ số như thế này thì thực sự là nhà sản xuất Casio đã rất là tinh tế. Ngoài ra thì còn có phần lịch ngày ở góc 5 giờ nữa. Và cái phần đồng hồ phụ ở góc 6 giờ này thì như các bạn có thể thấy là nó có một cái miếng vàng hình cánh cung ở bên dưới, khá là mỏng thôi nhưng mà nhà sản xuất thì cũng đã đánh những cái vân chéo và chia các mốc có số màu đen ở trên cái miếng vàng này. Cảm giác như là nó được làm rất là tỉ mỉ. Những cái phần viền của đồng hồ này cũng được mạ vàng rất là mỏng. Và viền hai đồng hồ phụ ở góc 3 giờ và 9 giờ thì cũng là một viền màu đen. Vâng, rất là tỉ mỉ đấy ạ. Phần kim thì có phần kim dây được làm rất là mảnh và được mạ vàng hoàn toàn. Phần kim giờ và kim phút thì cũng được mạ vàng ở phần viền và ở giữa được gắn dạ quang, cũng tối ưu khả năng quan sát cho chúng ta ở trong những cái điều kiện thiếu ánh sáng. Và tổng quan thì cái phần dial này thì giúp cho chúng ta cảm nhận được là chiếc đồng hồ này nhìn rất là hiện đại và rất là khỏe khoắn đúng không ạ? Về phần núm của chiếc đồng hồ này thì hơi nhiều núm, có 4 núm tất cả. Núm này và núm này là hai núm phục vụ chức năng chronograph. Còn núm này thì như lúc nãy tôi đã xoay cho các bạn xem rồi đúng không ạ? Núm này là phục vụ cho chúng ta chuyển đổi những cái, chúng ta chuyển đổi đơn vị đo chất lỏng.
tính toán cái này, chức năng này thì gần như là dành riêng cho phi công. Còn phần núm này thì là phần núm xoay, chúng ta phải xoay hết gen ra thì chúng ta mới kéo ra để chỉnh ngày chỉnh giờ được, và khả năng chống nước rất là tốt. Và chiếc đồng hồ này cụ thể nó chống nước được bao nhiêu mét thì chúng ta hãy cùng xem ở phần mặt sau ngay bây giờ. Ở mặt sau thì được đánh vân số mờ hướng tâm, mã máy là 5236 EFR507. Khả năng chống nước thì đang bị phần tem dán đè lên rồi. Đây, khả năng chống nước là 10 PA, tương đương với 100m. Điểm qua một chút nữa về phần dây và phần tai. Đầu tiên là phần tai thì các bạn có thể thấy là chiếc Casio Edifice này được làm rất là tinh xảo. Những cái chi tiết này để mà một thợ cơ khí làm được thì cũng không phải là đơn giản. Ví dụ như cái phần tai này thì phần mặt trên của phần tai này thì đánh vân số mờ. Tuy nhiên thì ngay cái phần tai gập xuống như thế này thì nó đã được đánh vân bóng, làm rất là cẩn thận. Hai bên đều như nhau. Phần cạnh cũng được đánh bóng luôn. Và phần dây này thì nhìn qua thì nó lấp lánh bởi vì là nó có những vân số mờ xen lẫn với những vân bóng. Ví dụ như trong một cái mắt này chẳng hạn thì nó cũng sẽ có một cái phần vân số mờ là cái phần vân như thế này. Và ngay dưới này nó là một phần vân bóng luôn. Tức là trong cùng một cái mắt như này nhưng mà người ta đã đánh được cả hai loại vân trên cùng một cái mắt, thì chứng tỏ là nhà sản xuất Casio đã rất là tỉ mỉ trong khâu này. Như bạn có thể thấy là những chiếc đồng hồ thông thường thì chúng ta sử dụng khóa gập như này là được rồi đúng không ạ? Nhưng mà đây là một chiếc Edifice thể thao cho nên là nhà sản xuất đã thiết kế thêm một chiếc chốt an toàn như thế này để khi mà chúng ta đeo hoạt động thể thao nó có hơi mạnh một chút thì nó cũng không bị tụt ra. Và như những gì mà tôi vừa đánh giá tổng quan cho các bạn thì với tầm giá khoảng 7 triệu đồng, chiếc Casio Edifice EFR 5D 7 chiếc Casio Edifice EFR 507D hoàn toàn là xứng đáng với những gì mà chức năng của nó và những gì mà nhà sản xuất đã thể hiện ở trên chiếc đồng hồ này, rất là tinh xảo. Và với những chiếc đồng hồ này thì chúng ta hoàn toàn có thể lựa chọn những trang phục phù hợp như là những trang phục thể thao hoặc là đi chơi thể thao hoặc là những trang phục khỏe khoắn, nam tính. Và trên đây chính là những đánh giá của cá nhân tôi về chiếc Casio Edifice này. Thực ra thì dòng đồng hồ này cũng là một dòng đồng hồ rất là quen thuộc đối với các anh em rồi đúng không ạ? Các anh em trẻ trung rồi đúng không ạ? Và các anh em nghĩ sao về sản phẩm này của Casio? Hãy comment để cùng thảo luận với chúng tôi. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại trong những video lần sau. Các bạn đang theo dõi X-Channel, kênh review đồng hồ số 1 tại Việt Nam. Để cập nhật tất cả những video mới nhất và vô cùng hấp dẫn này của X-Channel thì hãy nhấn vào nút subscribe. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.